một khối kim loại đổ sộ bay vút vào trong không trung, bất chấp trọng lực. Kích thước máy bay lớn tới mức có thể chở xe tăng chiến đấu, tàu hỏa, thậm chí cả các máy bay khác đến những nơi xa xôi nhất hành tinh. Chiếc Antonov 124 là máy bay vận tải lớn nhất thế giới và là thành tựu đỉnh cao của kỹ thuật hàng không. Cỗ máy bay khổng lồ này được như ngày hôm nay là nhờ 100 năm đầy những phát kiến mới trong ngành hàng không. Chúng tôi liệt kê 6 chiếc máy bay đặc biệt, mỗi chiếc đều có tầm quan trọng then chốt trong cuộc cách mạng thiết kế máy bay. Bên trong mỗi chiếc máy bay là một bước đột phá trong kỹ thuật, cho phép tạo ra những máy bay vận tải có kích thước lớn hơn nữa. Lần lượt điểm qua từng chiếc một theo kích cỡ, chúng tôi sẽ hé lộ câu chuyện đáng kinh ngạc đằng sau những cỗ máy này, cũng như những sáng chế cho phép chúng ngày một to lớn hơn. Sáu bước phát triển sáng tạo cho phép máy bay vận tải có kích thước từ lớn đến lớn hơn nữa, và cuối cùng đến chiếc có kích cỡ lớn nhất thế giới. Rạng sáng trên sân bay Parking, Đức. Hôm nay, chiếc Antonov 124 đối mặt với một bài kiểm tra thực sự về khả năng tải nặng. Điểm đến của con tàu nặng 45 tấn trị giá 1,7 triệu đô la này là hệ thống tàu điện ngầm Delhi, Ấn Độ. Người đảm trách nhiệm vụ chuyên chở con tàu đến New Delhi nguyên vẹn là người giám sát việc di chuyển Graham Winton. Công việc chuyển hàng lần này chúng tôi thực hiện thu hút nhiều sự chú ý. Không phải thường xuyên chúng tôi được gọi tới chở một đoàn tàu từ A tới B. Chiếc Antonov 124 là máy bay duy nhất trên thế giới đủ to để làm việc này. Bất cứ chỗ nào có máy bay của chúng tôi thì đều có người dân đến xem. Ai cũng rất hứng thú với chiếc máy bay kích cỡ khổng lồ này. Nhưng đưa một con tàu vào trong máy bay là một thao tác nhiều rủi ro. Chỉ trượt khỏi đường ray tạm một chút thôi là sẽ gây thiệt hại nặng nề với cả máy bay và đoàn tàu. Khi đã chất hàng xong, chiếc máy bay khổng lồ này sẽ bay trong không trung với trọng lượng 392 tấn. Đây thực sự là ông vua của máy bay vận tải. Để hiểu được tại sao Antonov 124 có thể đạt được kích cỡ đồ sộ đến vậy, ta phải đi ngược về quá khứ. Để có thể chở được nhiều hàng hơn, những chiếc máy bay đời đầu cần động cơ mạnh mẽ hơn. Các nhà chế tạo đã giải quyết thành công vấn đề này với chiếc máy bay Moromet đột phá nặng 5 tấn. Bước tiến 1, lực đẩy. Thế chiến thứ nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc chiến diễn ra trên cả bầu trời lẫn dưới mặt đất. Trước khi cuộc chiến nổ ra, viên phi công Igor Sikorsky biết rằng một chiếc máy bay chở bom chắc chắn được không quân Nga, lúc đó còn non trẻ, ưa chuộng. Nhưng chiếc máy bay chạy động cơ đầu tiên mới chỉ cất cánh lần đầu 10 năm về trước. Những cỗ máy bay đời đầu này thậm chí khó có thể chở được một phi công, chưa nói đến chở bom. Chiếc máy bay bạn thấy ở đây cho thấy máy bay trước Thế chiến thứ nhất thô sơ thế nào. Không có gì che mưa che nắng. Chỗ ngồi thì lỏng lẻo và bao quanh là một cấu trúc làm phần lớn từ tre. Trước mặt tôi là một hệ thống điều khiển cực kỳ thô sơ.
Và đằng sau tôi đây là một thùng nhiên liệu bé tí, đặt trên một động cơ cũng bé, chỉ có 6 mã lực. Thật đáng ngạc nhiên là những chiếc máy bay thế này lại có thể cất cánh được. Để cung cấp cho không lực Nga chiếc máy bay ném bom đầu tiên, Sikorsky cần máy bay có lực nâng lớn hơn. Nhưng động cơ máy bay lớn nhất thời điểm đó cũng không đủ. Nên Sikorsky phải tìm một giải pháp khác. Chúng ta đang nhìn bản vẽ phác thảo thiết kế máy bay của Sikorsky. Hồi đó, tất cả máy bay đều chỉ có một động cơ đặt trước máy bay. Nhưng thế chưa đủ đáp ứng với dự định của Sikorsky. Ông ấy cần lực nâng lớn hơn. Để có lực nâng lớn hơn, ông cần động cơ mạnh hơn, nên giải pháp sáng tạo của ông là đặt thêm động cơ. Không chỉ hai, mà là tận 4 động cơ đặt trên cánh máy bay. Bây giờ thì thấy vậy là quá hiển nhiên, nhưng thời gian đó lắp 4 động cơ trên máy bay là một điều trước đó chưa ai từng làm. Đó là một ý tưởng phi thường. Sikorsky dự định lắp 4 động cơ vào cả hai cánh máy bay. Nhưng những động cơ máy bay đời đầu hoạt động rất không ổn định. Nếu hai động cơ lắp trên cùng một cánh bị hỏng, hai động cơ còn lại sẽ khiến máy bay lượn vòng vòng không kiểm soát được. Sikorsky đã nhận ra rằng nếu đặt động cơ càng xa thân thì lực quay sẽ càng lớn. Nên ông đã đặt động cơ càng gần thân máy bay càng tốt. Để nếu hai động cơ hỏng thì lực quay tạo ra từ hai động cơ còn hoạt động sẽ dễ dàng được phi công kiểm soát và máy bay có thể tiếp tục bay. Nhưng Sikorsky không chắc điều này có thể hoàn toàn giúp máy bay tránh được bị quay vòng vòng mất kiểm soát, nên ông thực hiện một cách thay đổi cuối cùng. Ông lắp vào chiếc Muromets đã hoàn thiện một cái cánh đuôi cứng và hai cánh dẹp nhỏ. Phi công có thể dùng bàn đạp để thay đổi góc quay của cánh. Và từ đó có thể làm thay đổi hướng bay của máy bay. Giờ đây, nếu hai động cơ cùng hỏng, phi công có thể khắc phục lực nâng không đồng đều và đưa máy bay về đúng hướng bay. Ngày 10 tháng 3 năm 1915, không quân Nga chất vào trong chiếc Muromets 45 quả bom. Trong một cuộc đột kích táo bạo, phi công đã thả tất cả bom xuống một nhà ga của Đức. Mục tiêu hoàn toàn bị phá hủy. Thời đại máy bay ném bom bắt đầu. Chiếc Antonov nặng gấp 80 lần chiếc Muromets của Sikorsky. Kỹ sư người Nga Oleg Antonov thiết kế chiếc máy bay vào năm 1976 để chở xe tăng và quân nhu cho không lực. Được thiết kế nhằm áp đảo bất cứ máy bay nào khác của phương Tây. Với quân Nga, kích cỡ của chiếc máy bay Antonov đã là biểu tượng cho sự vượt trội của họ. Để có thể khiến chiếc máy bay nặng nề này bay được, cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Chỉ có một loại động cơ có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Một thứ động cơ có thể là một chiếc máy bay chiến đấu trang bị đầy đủ cất cánh chỉ trong 300 mét. Đó là động cơ phản lực. Nguyên tắc hoạt động của động cơ phản lực rất đơn giản. Đơn giản đến mức nhà hóa học Andrew Sidlow có thể tiến hành thí nghiệm chỉ dùng một máy làm mát văn phòng. Đây là một mô hình động cơ phản lực. Động cơ phản lực hoạt động trên nguyên lý là khi nhiên liệu cháy trong buồng cháy và chỉ có một lối thoát.
khi nhiên liệu cháy sẽ giải phóng một lượng nhiệt lớn. Nhiệt năng này sẽ khiến không khí giãn nở cực mạnh và khí sẽ bắn ra khỏi lỗ thoát như ta có ở đây. Giờ tôi sẽ kẹp nó vào hệ thống đặc biệt này. Cũng giống như động cơ phản lực thực thụ, mô hình này có chứa nhiên liệu lỏng giãn nở và gây nổ khi bị đốt cháy. Bây giờ tôi sẽ đốt. Nguyên lý của động cơ phản lực là với mỗi lực tác động sẽ có một lực đối nghịch cùng độ lớn. Khi khí thải phun ra ngoài, động cơ sẽ đẩy theo hướng ngược lại. Tôi sẽ cho một mồi lửa vào đây. Để có thể tạo ra nhiều lực đẩy, động cơ phản lực cần đốt rất nhiều nhiên liệu. Chiếc máy bay Antonov cần bay quãng đường dài mà không cần dừng tiếp nhiên liệu. Vậy nên động cơ của nó mạnh thôi chưa đủ, mà còn phải có hiệu suất cao nữa. Đây không phải là một động cơ phản lực thông thường. Nó có một cái quạt lớn đặt trước động cơ và một cái quạt nhỏ hơn phía đuôi, và đó là lý do tại sao nó được gọi là động cơ tuabin cánh quạt. Tại trung tâm mỗi động cơ tuabin quạt là một động cơ phản lực thông thường tạo ra lực đẩy. Nhưng luồng khí nóng phụt ra khỏi phía đuôi động cơ phản lực cũng sẽ làm quay cánh quạt. Cánh quạt này làm quay một trục dọc. Trục này tiếp tục làm quay cái quạt lớn hơn phía trước động cơ. Chiếc quạt thứ hai hoạt động như một động cơ đẩy của máy bay. Cánh quạt quay và hút không khí vào, tạo ra thêm lực đẩy. Tuabin quạt thực chất là sự kết hợp giữa động cơ đẩy và động cơ phản lực. Sự kết hợp này khiến tuabin quạt sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn động cơ phản lực thông thường, trong khi vẫn có thể tạo ra năng lượng lớn đáng kinh ngạc. Trong lúc cất cánh, chiếc Antonov tạo ra lực đẩy mạnh hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu phản lực cộng lại. Kể cả khi chở theo một đoàn tàu, động cơ tuabin cánh quạt của chiếc Antonov có hiệu suất hiệu quả đến mức nó có thể bay từ Đức đến Delhi mà không cần tiếp nhiên liệu. Hồi năm 1914, mẫu máy bay Muromet của Sikorsky sử dụng lực đẩy thêm để chở thêm bom. Nhưng để chở theo một lượng lớn thư từ và bưu kiện, các nhà chế tạo cần phải trang bị một đôi cánh đẩy sáng tạo cho chiếc Junker J-38 nặng 21 tấn. Bước tiến thứ hai, cánh máy bay. Những năm 1920, châu Âu bắt đầu chuyển thư bằng đường hàng không. Bưu chính hàng không từ đó ra đời. Nhà thiết kế máy bay người Đức Hugo Junker quyết định chế tạo một chiếc máy bay mới để giải quyết khối lượng ngày một tăng những thư từ qua lại giữa Berlin và London. Nhưng chế tạo được một máy bay kích cỡ lớn như vậy là cả một thử thách. Những chiếc máy bay đời đầu như mẫu Muromets là những máy bay hai tầng cánh. Chúng có hai cánh nối lại với nhau tạo thành một kết cấu vững chãi. Đó là vì thời điểm đó, các kỹ sư không thể dựng một cánh đơn đủ chắc chắn để có thể nâng đỡ cả chiếc máy bay. Công nghệ thiết kế cánh máy bay giai đoạn này hãy còn rất hạn chế. Bạn có thể thấy ở đây có các thanh chống bằng gỗ. Chúng mang lại sự vững chãi cho cả cấu trúc này và kết nối hai cánh lại với nhau. Nếu bạn nhìn vào đống dây cáp này thì còn thấy phức tạp hơn nữa. Cánh trên tạo ra một lực nâng rất lớn.
Để nâng máy bay khỏi mặt đất, nên trong lúc bay, những sợi cáp này phải căng ra. Nhưng chính kết cấu mang lại sự vững chãi cho cánh hai tầng lại gây vấn đề cho máy bay khi nó trong không trung. Thanh chống và dây cáp nối hai tầng cánh có một diện tích bề mặt lớn đáng ngạc nhiên. Điều này tạo ra sức cản rất lớn khi máy bay di chuyển trong không trung. Để có thể chở được hàng hóa nặng, máy bay cần cánh to hơn, nghĩa là cần nhiều thanh chống và dây cáp hơn. Và thế là sức cản tăng lên. Sức cản này làm những máy bay hai tầng cánh này không thể chở được hàng hóa nặng. Nhưng Hugo Junker linh cảm rằng một cái cánh đơn dày dặn sẽ tạo ra lực nâng lớn hơn và ít sức cản hơn so với một cặp cánh của máy bay hai tầng cánh. Ông quyết tâm chứng minh giả thiết của mình. Junker đã sử dụng một đường hầm gió và ông đã có thể chứng minh rằng một cánh đơn dày dặn sẽ hiệu quả hơn là lắp hai cánh nhỏ. Những gì Junker có thể làm là hợp nhất hai cánh là một và đặt tất cả các cấu trúc nâng đỡ vào bên trong. Junker phủ lên ngoài cánh một lớp nhôm. Dù dày hơn 2 mét, hình dáng khí động học của cánh giúp nó dễ dàng xé gió, tạo ra sức cản ít và lực nâng lớn. Điều này cho phép máy bay có thể chở được 6 tấn thư. Máy bay của Junker được đặt tên là J-38, cất cánh lần đầu năm 1929. Cánh máy bay dày tới mức có đủ chỗ ngồi cho hành khách bên trong với cửa sổ hướng về phía trước. Junker là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Rất nhiều ý tưởng của ông đi trước thời đại. Ý tưởng sử dụng không gian bên trong cánh để chở hành khách hoặc hàng hóa chính là ý tưởng ngày nay đang được khai thác bởi những nhà thiết kế tiến bộ nhất. Chiếc Antonov 124 đang trên đường tới Delhi. Đoàn tàu điện ngầm vẫn nằm yên ổn bên trong khoang chứa. Với chiều dài cánh hơn 70 mét, 8 xe buýt 2 tầng có thể đỗ liên tiếp nối nhau dọc theo cánh máy bay Antonov mà vẫn còn thoải mái không gian. Chế tạo những đôi cánh đủ khỏe để nâng đỡ chiếc Antonov đã chất đầy hàng hóa là một thách thức rất lớn về mặt kỹ thuật, vì chúng được làm hoàn toàn từ nhôm. Khi các công nhân rèn một thanh nhôm, họ phải đảm bảo rằng nó được làm mát đồng đều. Nếu không, ứng suất nội sẽ làm yếu kim loại. Nhưng để có thể làm nguội đồng đều một thanh kim loại dài là rất khó. Nên giai đoạn trước Antonov, các nhà máy luyện kim chỉ sản xuất ra các thanh nhôm ngắn. Sau đó, chúng phải được gắn vào với nhau để tạo ra độ cứng cáp cho cánh. Nhưng càng nhiều mối nối thì càng nhiều điểm yếu. Cánh chiếc Antonov không thể được làm từ những mẩu ngắn như vậy. Nên các kỹ sư người Nga đã xây dựng một nhà máy nhôm tại đó lần đầu tiên. Quá trình làm nguội được kiểm soát bằng máy tính. Nhà máy có thể rèn được những dầm nhôm dài 8 mét và làm nguội đồng đều, giữ lại độ cứng cáp cho chúng. Bây giờ các kỹ sư chỉ cần 4 dầm nhôm để lắp đủ chiều dài cánh máy bay Antonov. Với ít mối nối hơn, cánh máy bay giờ đã đủ khỏe để nâng những vật nặng nhất. Năm 1929, Hugo Junker đã chứng minh rằng một chiếc máy bay cánh đơn có thể nhấc được những vật nặng nhất. Nhưng nhanh chóng sau đó, thách thức mới lại nảy sinh.
để có thể thuyết phục hành khách bay vượt Đại Tây Dương trong chiếc Boeing Clipper. Các kỹ sư phải đảm bảo rằng máy bay của họ an toàn hơn nhiều. Bước tiến thứ ba, an toàn. Những năm 1930 tại Mỹ, hàng không thành ngành kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Máy bay thương mại phục vụ cả hành khách và bưu chính mang về lợi nhuận đáng kể. Nhưng những chiếc máy bay thương mại vẫn chưa thể chinh phục được chặng đường quan trọng nhất, chuyến bay vượt Đại Tây Dương nối liền Hoa Kỳ và châu Âu. Hãng Pan American Airlines quyết tâm thực hiện chuyến bay đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Những thử thách đặt ra không chỉ là chế tạo một chiếc máy bay có thể bay qua khoảng cách đó. Thực hiện chuyến bay vượt Đại Tây Dương là nhiệm vụ có thể nói là rất vinh quang đối với hãng hàng không Pan Am. Vấn đề của họ là tại thời điểm đó, đi lại bằng máy bay kém an toàn hơn bây giờ rất nhiều. Đặc biệt là độ tin cậy của động cơ rất tồi so với tiêu chuẩn ngày nay, nên nếu muốn thực hiện được chặng đường bay này, họ phải thuyết phục được rằng chuyến bay không những là một trải nghiệm thú vị. Hơn nữa, nếu có chuyện gì đó xấu xảy ra thì hành khách vẫn sẽ được đảm bảo an toàn. Năm 1936, hãng Pan Am thông báo cho tất cả các hãng sản xuất máy bay ở Mỹ đặt ra một thử thách cho họ. Pan Am đề xuất một khoản thưởng tiền mặt cho bản thiết kế máy bay đáp ứng được số yêu cầu khắt khe về đặc tính kỹ thuật. Máy bay phải chở được 4,5 tấn hàng hóa và 70 hành khách. Nó phải bay được với tốc độ 240 km/h trong điều kiện gió thổi 50 km/h. Và trong trường hợp hành khách lo ngại việc bay trên trời mà ở dưới chẳng có gì ngoài biển cả, thì đó phải là chiếc máy bay an toàn nhất bay trên bầu trời. Những yêu cầu này quá tham vọng, đến mức nhiều công ty thậm chí còn chẳng nộp thiết kế. Nhưng các kỹ sư hãng hàng không Boeing đã vẽ một bản thiết kế cho máy bay Pan Am với một cách tiếp cận mới mẻ. Họ coi máy bay như một cái thuyền. Họ thiết kế các cabin sang trọng, lắp cả điều hòa nhiệt độ và một quầy bar riêng. Dưới sàn, họ sẽ dựng 11 khoang chống ngấm nước, đặt giữa hai thân. Vậy nên nếu phần thân trước có bị ngập, thì nước cũng không vào được thân trong và làm chìm tàu. Rồi họ trang bị thêm cho nó mỏ neo và thuyền cứu sinh. Lắp thêm cả cánh nữa. Vậy là nó ở trên không trung hay dưới nước đều thoải mái vận hành. Đây là bản vẽ gốc Boeing gửi cho Pan Am, và dù trông có vẻ rất khái quát, tôi nghĩ có gì đó đặc biệt trong những đường nét phác họa chiếc máy bay này đã ngay lập tức gây ấn tượng và kích thích trí tưởng tượng của Pan Am. Thực tế là mới nhìn thấy bản vẽ, họ chỉ mất 3 ngày để chọn Boeing và ký hợp đồng. Với chiếc Boeing Clipper, hãng Pan Am lần đầu tiên thực hiện chuyến bay thương mại chở hành khách và hàng hóa vượt Đại Tây Dương. Nhưng vào năm 1947, độ an toàn được cho là cao nhất thế giới của chiếc Clipper trải qua một thử thách thực sự. Được nửa đường trên Đại Tây Dương, một chiếc Clipper nhận ra rằng nó không có đủ nhiên liệu để bay tới bờ. Đột nhiên nhận ra rằng điều tồi tệ sắp xảy ra khi mà mới chỉ vài giây trước bạn đang thưởng thức rượu hay ăn tối, hẳn phải rất kinh hoàng. Và khi máy bay hạ xuống gần mặt biển, họ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy điều kiện thời tiết ngoài trời thật kinh khủng. Bạn khó có thể tưởng tượng ra nỗi sợ hãi của mọi người lớn thế nào. Chiếc Clipper hạ cánh không suôn sẻ, nhưng vẫn an toàn, và bây giờ phải đối mặt với gió giật mạnh và sóng biển cao 10 mét. Phần thân bị hư hại nặng nề.
Một hành khách đã ghi lại bằng camera toàn bộ diễn biến. Bạn có thể thấy đây là một trải nghiệm kinh hoàng với mọi người. Họ mặc bất cứ chiếc áo khoác nào có trên máy bay. Nhưng nguy cơ bị rơi xuống biển vẫn còn đó. Một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Máy bay Clipper vẫn nổi trong 24 giờ sau đó. Đội tuyển duyên Hoa Kỳ đã giải cứu tất cả mọi người trên máy bay. Sự kiện này cho thấy thiết kế của Boeing tài tình thế nào. Chiếc máy bay được chế tạo để nổi trên biển trong trường hợp cần thiết. Và thực tế là nó đã nổi được qua đêm tới tận hôm sau. Và kết quả là mọi người được cứu sống. Năm 1939, chiếc Boeing Clipper có thể an toàn bay vượt qua những vùng biển mênh mông nhất. Những chiếc Clipper nặng 38 tấn lại chỉ có thể cất cánh và hạ cánh trên mặt nước. Những kỹ sư chế tạo chiếc Messerschmitt Gigant nặng 43 tấn sẽ phải tìm cách để cho nó có thể hạ cánh trên mặt đất. Bước tiến thứ tư, hạ cánh. Năm 1941, Thế chiến thứ hai đang diễn ra ác liệt. Đức đang chiến đấu trên hai mặt trận, sa mạc châu Phi và lãnh thổ lạnh giá của Nga. Chiếc máy bay lớn nhất của không lực Đức là chiếc ME-321, một chiếc tàu lượn vận tải khổng lồ. Lúc cất cánh, chiếc 321 dựa vào một chiếc xe đẩy tách rời. Ba chiến đấu cơ sau đó kéo nó chạy trên đường băng. Nhưng cả ba chiếc máy bay này cũng không đủ mạnh để nâng máy bay khỏi mặt đất. Nên các kỹ sư lắp đặt các tên lửa tách rời vào để tăng lực đẩy. Chiếc máy bay nặng tới nỗi, thay vì dùng bánh xe, khi hạ cánh, nó phải dùng hai cặp ván trượt để phân tán đều trọng lượng trên một diện tích rộng. Nhưng chiếc tàu lượn này có một điểm yếu nghiêm trọng. Một khi tiếp đất, nếu không có xe đẩy và không có máy bay khác kéo đi, chiếc 321 không thể di chuyển đi đâu được. Nó như là bị mắc cạn vậy. Trong mỗi cuộc tấn công, mỗi chiếc ME-321 chỉ bay một chiều đến nơi và sau đó phi công sẽ đặt thuốc nổ vào trong và phá hủy chiếc máy bay ngay khi nó tiếp đất. Để có thể biến chiếc tàu lượn thành một máy bay vận tải hữu dụng, các kỹ sư người Đức không chỉ lắp thêm mỗi động cơ cho nó, mà họ cũng phải thay thế ván trượt với bánh xe gắn cố định. Nhưng với một chiếc máy bay trọng tải lớn như thế này, cần một loại phanh thật sự hiệu quả. Lò xo thông thường hấp thụ lực tác động sau đó giải phóng năng lượng, thu được bằng cách nảy trở lại. Bạn sẽ không muốn máy bay của mình chạm đất để rồi sau đó bật nảy lại vào không trung như một cái cà kheo nhún. German designers find the solution from an unexpected source, the buffers on the front of trains. Các nhà thiết kế người Đức đã tìm ra giải pháp từ một nơi đầy bất ngờ. Đệm giảm chấn phía trước tàu hỏa. Khi đoàn tàu đâm vào đệm, nó không bị bật nảy trở lại. Tàu từ từ dừng lại. Năng lượng từ cú va chạm được hấp thụ bởi một thiết bị đặc biệt gọi là lò xo ma sát. Nó được làm từ một chuỗi các vòng kim loại có gờ vát góc. Khi va chạm xảy ra, những vòng này nghiến vào nhau tạo ra ma sát. Đúng là một chiếc lò xo hoàn hảo để giúp chiếc máy bay vận tải 40 tấn hạ cánh được nhẹ nhàng hơn. Chiếc máy bay được trang bị thêm động cơ cũng như thiết bị hạ cánh mới, cất cánh lần đầu năm 1941. Khoang chở hàng của nó không khác gì một nhà kho, có thể chứa được một xe tăng hay một xe tải và 150 quân lính được võ trang đầy đủ. Người Đức gọi nó đơn giản là Gigant,
Tiếng Đức nghĩa là người khổng lồ. Chỉ là tàu lượn nên nó không thể thực hiện liên tiếp những chuyến bay chở hàng. Khó mà có thể không ấn tượng với sự sáng tạo của các kỹ sư người Đức. Họ đã chế tạo một chiếc máy bay lớn nhất có thể hạ cánh dưới đất trong cả cuộc chiến. Chiếc Antonov 124 đang chuẩn bị tới sân bay Delhi. Với một đoàn tàu điện ngầm trong khoang chứa, nó nhất thiết phải hạ cánh êm nhất có thể. Điều đó có thể đạt được bằng cơ cấu hạ cánh rất đặc biệt. Nó được cấu thành từ 24 bánh lăn gắn vào các piston hấp thụ chấn động, gọi là thanh chống. Áp lực đặt lên các thanh chống rất lớn. Máy bay khi tiếp đất có thể đạt trọng lượng tới 330 tấn. Và 330 tấn đó trước tiên là dồn vào 10 thanh chống gắn vào cơ cấu hạ cánh. Điều này tương đương với 33 chiếc xe hơi cỡ trung bình đặt cùng nhau lên một thanh chống. Một piston nối mỗi cặp bánh lăn với phần đáy máy bay. Bên trong mỗi piston là một lớp không khí, một lớp dầu và ở giữa là một tấm ngăn kim loại có đục một lỗ nhỏ. Khi máy bay hạ cánh, piston sẽ ép dầu đi qua lỗ thoát. Việc này sẽ nén lớp không khí lại. Chính nó sẽ hấp thụ chấn động từ việc tiếp đất, cũng tương tự như lò xo. Khi máy bay đã hạ cánh, khí bị nén sẽ nở ra, ép piston lùi lại và ép dầu về qua lỗ đục. Điều này làm chuyển động của piston chậm lại, ngăn nó bật nảy trở lại. Điều này tránh cho hàng hóa bên trong chiếc Antonov bật nảy lên, ngay cả trong những lần hạ cánh sốc nhất. Quay lại năm 1941, những chiếc lò xo đặc chế cho phép những chiếc máy bay siêu tải trọng như Messerschmitt Gigant có thể hạ cánh an toàn. Nhưng những người thiết kế chiếc C-5 Galaxy nặng 349 tấn phải đối mặt với một thách thức đặc biệt khác. Họ phải tìm cách giữ hàng ngay khi còn đang trên trời. Bước tiến thứ 5, giữ hàng. Đầu thập kỷ 60, chiến tranh lạnh đang có nguy cơ bùng nổ thành chiến tranh thực sự. Không quân Mỹ cần một chiếc máy bay có thể chở theo một số lượng lớn trang thiết bị quân sự đến những vùng chiến sự xa xôi. Nhưng ngoài khả năng chở trọng lượng nặng, máy bay còn phải có khả năng dỡ hàng, ngay cả tại những vùng lãnh thổ thù địch nhất. Điều đó có nghĩa là phải thả hàng từ trên không. Nhưng mở cửa khoang hàng hóa khi đang bay là một việc rất nguy hiểm. Kỹ sư kết cấu F. Markhan sẽ giải thích rõ hơn. Trước mặt tôi đây là một ống bìa các tông với hai đầu được bịt kín và bạn phải tưởng tượng đây là một chiếc máy bay đang bay trên trời, phải chống chọi với gió mạnh và lực hướng dọc tại nơi cánh gắn với thân và chỗ phần đuôi gắn với máy bay. Nếu tôi đặt vài viên gạch lên đây, ép chất gạch lên ống giấy bìa để mô phỏng áp lực đặt lên thân máy bay khi bay trên trời. Điều tôi đang làm ở đây là tạo ra lực tương tự đặt lên đuôi máy bay. Với máy bay bình thường thì đương nhiên đuôi được đóng kín, không có lỗ hổng nào nên mọi thứ vẫn ổn. Có bị móp một chút ở đây nhưng về căn bản là ổn. Một ống trụ bịt kín có thể chịu đựng một lượng hàng hóa tải trọng rất lớn, nhưng nếu không còn bịt kín nữa thì tình hình sẽ rất khác. Bây giờ nếu tôi bỏ miếng bịt này đi, hãy xem điều gì xảy ra.
Có thể thấy ngay đây không phải ý kiến hay, và thật sự kết quả rất đáng ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là nếu máy bay đang bay thì mở cửa sau ra là một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Các kỹ sư đã giải quyết vấn đề bằng cách gia cố thân máy bay. Họ lắp thêm một thân thứ hai lên trên thân thứ nhất. Việc này nhằm tạo ra một xương sống cứng cáp cho toàn bộ chiếc máy bay. Các cửa của thân dưới có thể được mở ra mà an toàn vẫn được đảm bảo, ngay cả khi đang bay. Ngày 7 tháng 6 năm 1989, một chiếc máy bay có tên là Galaxy C5 từ căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina thử khả năng thả hàng từ trên không. Khi cửa khoang hàng phía đuôi mở ra, 4 chiếc xe tăng Sheridan và 73 lính sẵn sàng chiến đấu đã tiếp đất an toàn. Đó là lần thả với trọng lượng lớn nhất từng được ghi nhận. Mẫu máy bay Galaxy là một thành công rực rỡ. Nó không chỉ là một chiếc máy bay có tầm bay và khả năng tải trọng vô cùng đáng nể. Hơn nữa, nó cũng từng bị thay thế bằng mẫu khác. Thực tế là đang có một chương trình được tiến hành nhằm hiện đại hóa các hệ thống bên trong máy bay. Tại Delhi, các kỹ sư đang chuẩn bị bốc rỡ Antonov 124. Cũng giống như chiếc Galaxy, chiếc Antonov cũng có thể thả hàng từ trên không thông qua cửa hậu khổng lồ. Nhưng chủ nhân của đoàn tàu điện ngầm mới toanh này hẳn sẽ không hài lòng nếu nó bị thả xuống từ độ cao 1.000 mét. Ngay cả trên mặt đất, việc lấy một thứ dài như đoàn tàu này ra từ một cái máy bay cũng không hề dễ dàng. Khi chiếc máy bay được thiết kế bởi các kỹ sư Liên Xô để vận chuyển các đoàn tàu nặng nề, các phương tiện như xe tăng, xe bọc thép và những thứ cồng kềnh tương tự, bạn không thể nào dễ dàng đưa được chúng lên dốc với độ cao 2,2 mét giống như ở đây. Góc nghiêng là quá lớn, lái lên là việc không dễ dàng, và lại còn có nguy cơ bị mắc cạn khi nó đã qua điểm cao nhất rồi mà chưa tới nơi. Các kỹ sư thiết kế Antonov phải tìm một cách khác để hạ sàn khoang chứa hàng, giúp các phương tiện có thể dễ dàng tiếp cận. Họ nghĩ ra một cách, đó là khiến cho chiếc Antonov có thể quỳ. Đầu tiên, hai càng có khả năng kéo dài, có biệt danh là chân voi, sẽ được hạ xuống từ mũi máy bay. Sau đó, cơ cấu hạ cánh trước sẽ gập lại. Dỡ đoàn tàu điện ngầm sẽ là việc không thể nếu không nhờ khả năng quỳ của chiếc Antonov. Ngay cả trong điều kiện hiện tại, bốc rỡ hàng hóa vẫn là công việc đòi hỏi phải hết sức cẩn thận. Chính xác là yếu tố then chốt. Một sai lầm thôi cũng đủ gây thảm họa. Các thợ máy từ từ đưa đoàn tàu xuống đường dốc theo một đường ray được chế tạo đặc biệt. Chỉ có hai dây tời làm nhiệm vụ. Hai dây tời này phải ngăn đoàn tàu trượt đi. Toàn bộ quá trình mất 7 tiếng đồng hồ. Lúc chúng tôi nhẹ nhõm nhất là lúc đoàn tàu hay bất cứ thứ gì mà máy bay chở theo được cần cẩu nhấc khỏi đoạn dốc
và sau đó chúng tôi có thể tháo dỡ các thứ máy móc và chuẩn bị thực hiện công việc tương tự cho một khách hàng nào đó. Đoàn tàu nằm trong máy bay, bay từ Đức tới Delhi chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Lại một thành tích đáng nể nữa của chiếc Antonov 124. Năm 1968, chiếc Galaxy có thể thả hàng hóa nặng từ trên không trung mà không cần hạ cánh, nhưng có một số loại hàng mà thậm chí còn quá to so với Galaxy. Để có thể chở được con tàu con thoi khổng lồ của Nga, các kỹ sư thiết kế đã phải sửa đổi chiếc Antonov 124 và làm nó to hơn nữa. Bước tiến thứ 6, siêu tải trọng. Điều khiển, cất cánh. Thời kỳ cuộc chạy đua vào không gian lên đến cao trào, chính quyền Nga quyết định phát triển một phiên bản tàu con thoi của riêng mình, có tên là Buran. Nhưng những nhà máy công nghệ cao đủ khả năng chế tạo Buran lại ở Moscow. Những bãi phóng lại là trung tâm vũ trụ Baikonur nằm tại một hoang mạc hoang vu ở Kazakhstan. Nên các kỹ sư phải tìm cách vận chuyển con tàu con thoi qua quãng đường 2.000 km. Gần như không thể di chuyển máy bay đó bằng đường bộ. Lý do là vì nó quá to, không thể đi qua cầu được, không thể cho nó đi trên đường bộ được. Hơn nữa, di chuyển phải tiến hành chậm nên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chỉ còn một lựa chọn, đó là vận chuyển bằng đường không. Nhưng ngay cả với máy bay vận tải lớn nhất thế giới, việc đó cũng không phải dễ dàng. Tàu con thoi không vừa được bên trong Antonov 124. Các kỹ sư có thể mở rộng thân máy bay ra. Nhưng nếu thế, thân sẽ có chiều rộng 20m và cao 17m. Một phần thân đồ sộ như vậy, máy bay sẽ quá nặng không cất cánh được. Họ có thể kéo tàu con thoi đi giống như tàu lượn, nhưng nó lại không được thiết kế để kéo đi. Vậy là họ quyết định cho Antonov chở chiếc Buran trên lưng. Nhưng ngay cả chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới cũng chưa đủ lớn để mang một tàu con thoi theo trên lưng. Thế nên chính quyền Nga đã đề nghị Antonov chế tạo một chiếc máy bay đặc biệt, một phiên bản mở rộng của mẫu 124. Chính quyền đề nghị Antonov chế tạo một chiếc máy bay còn lớn hơn cả chiếc Antonov 124 vốn đã rất đồ sộ. Và từ góc nhìn của kỹ sư thiết kế, thì nhiệm vụ của họ bấy giờ đơn giản là chế tạo chiếc máy bay lớn nhất thế giới. Các kỹ sư của Antonov mở rộng 7 mét với phần thân của máy bay. Họ cũng cần gắn thêm hai phần nữa vào phía đuôi cánh máy bay. Tạo ra không gian để lắp thêm hai động cơ. Cuối cùng, họ thêm vào 8 bánh xe để tải phần trọng lượng tăng thêm. Máy bay vận tải lớn nhất thế giới giờ còn to lớn hơn nữa. Nhưng nếu không có một sửa đổi cuối cùng với phần cánh đuôi cứng, nó vẫn sẽ chẳng thể mang nổi tàu con thoi Buran. Tristan Smith là một chuyên gia hàng không tại Đại học London. Phía sau máy bay, ta có cánh đuôi cứng. Phi công điều chỉnh nó hướng sang trái thì máy bay sẽ bay sang trái. Hướng cánh đuôi sang phải thì máy bay bay sang phải. Bây giờ hãy nhìn vào đường hầm gió này, và bạn có thể thấy cách nó hoạt động trong thực tiễn. Khi cánh đuôi quay, nó bắt luồng không khí thổi mạnh qua máy bay, tạo ra sức cản. Điều này giúp máy bay có thể hướng sang trái hoặc phải. Nó rất quan trọng trong việc kiểm soát hướng máy bay bay. Nhưng khi chở theo một vật lớn trên lưng thế này, tình hình sẽ khác. Để xem lần này chuyện gì sẽ xảy ra.
cánh đôi quay, nhưng không mang lại hiệu quả gì rõ rệt. Rõ ràng là có vấn đề. Vật mà ta chở trên thân máy bay sẽ chặn luồng không khí và về phía đuôi. Luồng không khí nhiễu loạn làm khả năng điều khiển của cánh đuôi bị vô hiệu hóa. Đặt một tàu con thoi lên trên Antonov gây ra dòng không khí nhiễu loạn ở phía đuôi máy bay. Không khí đưa đẩy cánh đuôi từ nhiều hướng khác nhau làm mất khả năng điều khiển hướng. Thế nên các kỹ sư thiết kế máy bay Antonov tách cánh ra làm đôi. Mỗi cánh đuôi bây giờ nằm trong vòng không khí không bị ngăn cản. Cánh đuôi lại có thể điều khiển hướng máy bay một cách hiệu quả, giữ cho chiếc máy bay lớn nhất thế giới bay trên một đường thẳng. With the airflow unobstructed, the rudders can steer the aircraft more effectively, keeping the biggest plane in the world flying in a straight line. Ngày 3 tháng 5 năm 1989, các kỹ sư Nga đặt Buran lên trên lưng máy bay mới của Antonov. Chiếc máy bay lớn nhất thế giới bay vút lên trời, mang trên thân đỉnh một tàu con thoi nặng 60 tấn. Khi bay trên trời, nó thực sự là một cảnh tượng ngoạn mục. Với 6 động cơ, cấu trúc đuôi to lớn và mặc dù kích thước đồ sộ, nó bay vẫn rất êm ái. Thật sự là một cảnh tượng đáng nhìn trên bầu trời. Nhưng lúc này, chiếc Antonov đặc chế đang không bay được vì người ta đang tiến hành đại tu. Vậy trong thời điểm hiện tại, mẫu Antonov 124 thực sự là ông vua của máy bay vận tải. Cho tới khi một chiếc máy bay to lớn hơn được chế tạo ra.